Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cách làm trà táo đỏ hạt chia cực kỳ tốt cho sức khỏe nhé. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn với các bạn là cách pha trà táo đỏ, nó cực kỳ nhiều công dụng. Và hôm nay mình sẽ pha trà táo đỏ và hạt chia. Trước tiên khi pha trà táo đỏ thì mình sẽ nói qua về cái tác dụng của trà táo đỏ. Vì trong cái táo đỏ có thật nhiều thành phần như protein, canxi, phốt pho, sắt và nhiều loại vitamin A, C, B1, B2. Vì thế khi uống trà táo đỏ nó sẽ mang đến rất là nhiều công dụng như cải thiện chứng mất ngủ. Do thành phần dinh dưỡng của táo đỏ có các tác dụng liên đến an thần, khi bị mất ngủ hoặc mệt mỏi, căng thẳng đầu óc, bạn có thể uống trà táo đỏ hoặc ăn táo đỏ để cơ thể của chúng ta có một tinh thần thoải mái. Hai là tăng cường tuần hoàn, là giúp tăng cường tuần hoàn máu. Theo y học ấy, của Trung Quốc cho rằng táo đỏ là một vị thuốc có vị ngọt chua, tính ôn, có tác dụng ổn tỳ, ích khí, sinh tân dịch, có thể giúp lá lách dạ dày khỏe mạnh, khí huyết được lưu thông, đẩy lùi các chứng biến anh, ăn đầy hơi, tiêu chảy, điều trị rối loạn khí huyết và ho. Và thứ ba, nó giúp ngăn ngừa ung thư và bảo vệ gan. Theo nghiên cứu, táo đỏ có hàm lượng vitamin C cao và có chức năng bảo vệ gan. Ngoài ra, trong táo đỏ khô còn chứa các flavonoids, nó rất là quan trọng trong quá trình này, chống oxy hóa, chống gốc tự do và ngăn ngừa ung thư hiệu quả. Và đặc biệt là đối với thai nhi thì nó rất là tốt. Mẹ đầu bầu uống trà táo đỏ có thể đẹp da hơn nhờ lượng vitamin C và vitamin A dồi dào, và nó giúp cho bổ não, bổ máu, ngăn ngừa nhiễm lạnh. Và táo đỏ còn chứa nhiều dưỡng chất và an toàn nên có thể dùng cho cả mẹ và bé. Một số công dụng khác như là còn có tác dụng đẹp da, làm đẹp da, giảm cân, giúp cho xương chắc khỏe, chống viêm và kháng khuẩn. Và hôm nay mình sẽ pha trà táo đỏ với hạt chia. Các bạn có thể pha trà táo đỏ với hoa cúc, còn pha với hạt chia thì nguyên liệu của mình thì cũng cực kỳ đơn giản thôi. Các bạn sẽ dùng cho mình 3 đến 5 quả táo đỏ này, và 1 gram hạt chia này, đường phèn thì tùy theo chúng ta này, và 600 ml nước nóng đun sôi nhé, nó đang sôi ấy, chứ không phải nước đun sôi để nguội, và một bình thủy tinh. Và bây giờ để tiến hành thì mình sẽ làm. Và vì sao lại kết hợp với hạt chia? Vì hạt chia nó có nhiều thành phần dinh dưỡng rất tốt cho cơ thể, như là các thành phần như là phốt pho, canxi, chất béo, chất đạm, chất xơ, magie, omega 3, omega 6, protein và nhiều khoáng chất và vitamin vô cùng cần thiết cho cơ thể. Nên khi kết hợp với táo đỏ này thì nó là một loại nước uống cực kỳ tốt luôn cho sức khỏe của chúng ta. Bây giờ mình sẽ tiến hành làm. Để làm nhé, thì chúng ta sẽ làm từng bước một. Chúng ta chuẩn bị cho mình một cái bình thủy tinh sạch này. Đây, mình sẽ cho đường phèn vào này, hạt chia vào này, hạt chia 1 gram nhé. Và các bạn, táo đỏ thì chúng ta sẽ thái càng mỏng càng tốt nhé, thái càng mỏng càng tốt. Rồi sau đó chúng ta bỏ hạt nữa đi. Đấy, chúng ta cho vào cùng, chúng ta hãm cùng với. Càng mỏng thì nó càng ra tiết ra nhiều chất đấy. Chúng ta chỉ đun nước sôi, chúng ta đổ vào. Đây mình sẽ dùng 650 ml nước sôi. Sau đó chúng ta đổ vào, chúng ta hãm đến khi mà nước nó nguội thì chúng ta sẽ có thể cất vào ngăn mát tủ lạnh, chúng ta uống cho nó mát, hoặc là chúng ta uống khi nước còn ấm ấy, thì chúng ta uống thành trà nóng ấy. Bây giờ mình sẽ cho vào đây, rất là đơn giản. Bây giờ chúng ta pha nước nóng đun sôi nhé, vào đây nhé.
Rồi bây giờ chúng ta đậy nắp lại và chúng ta hãm. Đợi cái nước này nó nguội thì chúng ta có bình trà chúng ta uống được. Đây các bạn, trà táo đỏ hạt chia đấy.